Ơi bu lên rụng luôn à. Lượt trên một đều cho cả hai đội và bây giờ chúng ta tiếp tục thi đấu. Mời các bác anh chúng ta mời nước để rồi chúng ta tiếp tục thi đấu trong cuộc thắng này trận đỏ là bài thi đấu của đội thì các chú ở đây có gì chúng ta thì phải nói chúc mừng Bạch Long phối thua tao đội bóng này chúng ta này tôn trời là đội bóng của Lam Ninh. Làm biết đấy là một điều rất quan trọng. Thành Long rồi alo Thành Long quyết định chấm dứt được không? Không tốt rồi ăn miếng trả miếng 20 cân đang lên 5 cân qua rồi con Trang Minh Trang luôn ai rồi phối thuộc vào quyết định quá đẹp rồi. Bây giờ chỉ số là 5 mà rồi không quyết định được không quả không quả đâu quá ngoài quá ngoài lại bay ngược đuôi. Vâng, một pha bắn ở đây rất kỹ, tiếp tục.
Một ba bốn từ thiện ba bóng quá các bạn. Điểm lên thế đó của Lam Đen. Lam Đen với điểm là 2-0. Lại vượt lên điểm trước. Đáp cho đáp. Vâng, rất thiện làm không sao cả. Vâng. Vâng, rất mạnh anh con lên đây ngoài sân bây giờ anh ạ. Nếu mình bắt được thì đồng hóa với đồng điểm vào thôi. Ngay ngoài tiếp tục. Vâng, không được, anh Linh ạ. Anh nhảy hơi chậm thay lắm này. Và 6-8, cô được đánh chuyển được. Còn 2 sức. Vâng. 7-8, cô được đánh của Vân Linh. Không đều được. Đối với anh đang đạm nhận đôi đường giải thích đặc thời báo hiệu quyết định truyền điểm cho đội bóng của bạn thì nó chưa lệ cái này cho chị lấy đấy mà. Vâng, 9-10 rồi và không có một lần nữa nào chắn ba bóng của anh em, ba bóng của anh em này đưa bóng về anh đẹp lắm. Vâng, đấy là thứ ba, 13-12. Mời đẹp, mời đẹp. Đấy, bắt bóng luôn. Bắt cái điểm này. Mời cháu chia đôi điểm, bóng ngoài chân, chơi ngoài chân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.